Tin về áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện vào sáng nay trên biển Đông, nhưng đến chiều nay vùng thấp đã nhanh chóng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Vào lúc 13 giờ hôm nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Bắc, 113,8 độ Đông, cường độ đạt cấp 6, giật cấp 7-8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 km/h và có khả năng mạnh lên cấp 7, giật cấp 8-9. Đến 13 giờ ngày mai, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,7 độ Bắc, 112,5 độ Đông, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 240 km về phía Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm với gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 8-9, biển động mạnh sẽ là từ vĩ tuyến 16,5 đến 21 độ Bắc, phía Tây kinh tuyến 116 độ Đông. Đây là áp thấp nhiệt đới hình thành trên biển Đông ngay sau cơn bão số 2 đã gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản. Để chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới, hôm nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định. Các bộ quốc phòng, giao thông vận tải, ngoại giao, tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài Thông tin Duyên Hải yêu cầu 1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tổ chức thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn và thường xuyên giữ liên lạc với thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, biết vị trí, cường độ gió và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn. 2. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương theo dõi chặt chẽ, cung cấp kịp thời thông tin về áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lũ kèm theo để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. 3. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu. 4. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam và các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới để các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết chủ động phòng tránh. 5. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.